Hello các bạn, nếu các bạn có nhu cầu nạp Robux thì hãy nạp ở trùm robux.com. Hiện tại thì có một số thay đổi về thời gian rút, tuy nhiên mong các bạn thông cảm và luôn luôn ủng hộ shop. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Mình là Bảo Bập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay con game này sẽ chơi Roblox Mega High Exit. Đó, tất cả để sẽ quay lại một cái game tuổi thơ, đó là game 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ui, chỗ có tiệm tạp hóa rồi, lại lý tưởng luôn. Một địa điểm đây, tuổi thơ. Chỗ này có đứa nào biết tìm không vậy, chứ cả đâu có biết tìm đâu à... Mày chắc gì mày được tìm? Chắc gì được tìm, không, lo không gì. Không, tìm đâu à, nó lại có 4% mà, tìm gì? Ý, đừng đừng, ok ok. Ê, Bảo Mập mới đổi skin kìa. Đẹp không, đẹp không? Đẹp, có thấy gì đâu mà đẹp ba, có chưa thấy mày đổi skin gì luôn á. Đây nè, skin Bảo Mập đâu rồi, Bảo Mập đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đâu rồi, Mập đâu rồi? Ờ, Bảo Mập nhìn nó hầm hố á mày. Ghê chưa? Nó không có phù hợp. Ê, nhìn nó mặc đồ giống mấy thằng mà cao bồi Viễn Tây hồi xưa á mày. Đâu giống, giống bồi bàn á ba. Bồi bàn gì vậy? Mày bồi bàn không? Tao bồi vô cái nè. Thì bồi mày, bàn mà chỉ có bồi bàn mới có cái nơ đó rồi, chứ bình thường ai mà có cái nơ đó ba. Mày thấy hai tay tao có đầy hình xăm không? Mày qua đi tao bồi vô cái nè. Bồi bàn mà có hình xăm á là người ta sẽ mặc áo tay dài mày không? Còn nó mặc tay ngắn mà có thêm mấy cọng dây xích ở trên áo á, có nghĩa là nó làm cao bồi mà không có súng á ba, súng trong quần. À, cao bồi không súng. Ôi gu bạn tôi đấy. Ôi gu luôn hả, ghê vậy. Trời ơi, thật sự thẳng dữ ta. Gu nó là không có súng mày ơi. Ờ, gu kia không có súng, đúng rồi. Ủa gì trời, cái gì cũng lôi qua tao nữa, còn nó tao là người nói trước mà những cái cũng lôi qua tao nữa thiệt tình. Đâu còn kia, hồi xưa giờ gu nó là du khống. Ừ. Hiểu không? Ê, con sticker nó xuất hiện rồi kìa. Chứ giờ nói mày gu không có súng mà mày cũng mà không phải thì có nghĩa là gu của mày là gu có súng phải không? Đúng rồi, không có súng luôn. Mà vô ống là không có vú á. Ờ à, rồi tao hiểu gu ga luôn. Trời ơi, vậy nói vậy mà còn. Ê, chê nó bó tay luôn. Trời, con ma nó tới, con quái vật nó tới rồi. Tụi bay đang ở đâu vậy? Quái vật nào? Quái vật gì ba? Sticker của người ta. Sticker kìa. Cái cơ của ta nó quá giật. Ôi mắt gì tự nhiên cái quá giật mày ngộ quá à. Ờ bôi bát rồi mày. Xong tao chết rồi, tao chết rồi. Thôi mày đi mày. Trời ơi, tao bị cho mày tóc. Trời ơi. Hay lắm. Khi nó bị nhiễm mà Bảo ơi, trốn đi Bảo ơi. Cái này free start đúng ta? Vãi nào thanh niên xà bôi. Tôi cũng xà bôi chỗ Vami là thùng coca. Ôi dồi ôi em ơi. Em làm tốt lắm. Ôi mày còn nó to nó bảo. Em làm tốt lắm. Tao không spoil ai mà spoil anh. Đứa nào spoil mày đấy chứ ai biết đâu. Lâu đây. Và bị dễ bị ăn hiếp à, nên đâm ra giờ fan ăn hiếp luôn. Ờ. À. Khổ tâm thiệt chứ nhờ. Ui nó tới rồi, khổ. Ui ôi zombie mà. Ờ à! À, xong, ngu thế. Bảo chết trước hả? Mày hả con, mày la làng với tao hả con? Là... Bảo, ủa bảo chết rồi hả? Ừ. Sao lè đó, còn được cái nơ, giữ được con cái nơ người. Đồ mất hết rồi. Ủa? Đúng tục luôn. Đừng cốp, còn giữ được mọi người. Đừng cốp, Bami bên này, Bami bên này. Bớt, bên này giùm tao đi. Ủa sao vô, kẹt rồi sao vô. Thùng Coca Cola, à hình như tao thấy cái thùng đó rồi. Thôi nào, đừng coi nhau chứ. Ủa sao qua được cái thùng đó ta? Lên trên rồi xuống dưới. Các bạn ơi đừng spoil Vami nữa, trời ơi tôi có tội có tình gì đâu trời. Đừng làm tội làm tình tôi nữa. Làm tội làm tình là sao? Làm tội đừng làm tình. Thôi nào, các bạn ơi tha cho tôi đi nào. Kia mập địch với lại thằng Bảo điếm thúi đâu rồi. Đừng kiếm tao nữa. Mày, tao thấy mày đâu đó mà tao chưa có bắt mày được. Ủa thấy tao đâu? Thấy mà. Ê, mày đang nghe thùng coca chứ đâu nữa. Xạo nó, ừ xạo á. Phải đâu. Tao thấy nó rồi ba. Ủa nhưng mà làm sao qua bển được ta? Chịu. Thôi nào, còn 30 mấy giây nữa thả tao ra đi. Ôi làm sao mà leo lên được hả? Trời ơi tao đi ở dưới đất tao đi vô mà, chứ đâu phải trong thùng đi ra đâu. Trời bậy quá, đi xuống đất đi vô có cái kẻ đó. Tao nói luôn. Kẻ đó đâu có vô được, đâu mà, mày đến đâu vậy? Tao đang ở ngoài quầy thu ngân. Chi nó đang ở dưới này mà, nó đang trong này mà. Ủa bị bắt chưa mà thu ngân vậy? Tao bị xe lè rồi, tao bị xe lè rồi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kẹp luôn. Trời
trời ơi, tự nhiên nhảy lên chi vậy trời. Yeah, sợ thiệt. Thằng quỷ bắt mặt ra mình đi tìm nó. Tao lạc đường. Trời tao biết rồi, tôi nhảy lên. Mình nó hả? Trời ơi. Tao lạc đường. Win. Yeah. À, tôi biết cho tôi ngồi im đã cho rồi thiệt tình. Cười lẹ quá. Mà tao tưởng nhảy cao không được. Ai dè nó có phím E nãy giờ tao không biết. Trời ơi. Tao nhảy hồi nãy tao chuyện tao nhảy lên chứ tao tưởng nó còn 3 giây, 3 giây nó lâu kinh khủng luôn. Yeah. Giận như sợ rồi. Lại là freestyle. Finally. Airplane. Airplane. Ồ, lên cái máy bay luôn. Ghê tiệt, ghê tiệt. Để coi ai được làm mà Seeker là airport mới là sân bay. Đâu cái này là máy bay mà airplane mà. Thì tao nói airplane. Ừ. Nãy Bami nó airport. À nói lộn á. Trời ơi, nói lộn seeker mày. Luôn các bạn. Tao được 5% làm seeker nè, mà không biết có được làm không nè. Không sao, thì vô tao thôi. Ui. Ba đứa làm seeker lận nha. Bami. Không. Ôi, trời ơi. Ê Bami, thằng Bảo nó mới đổi skin giang hồ. Mà lỡ như nó làm giang hồ, nó làm seeker á, thì tao không nói đi. Nhưng mà lỡ tao với mày làm seeker, nó làm hider thì sao? Là tao làm. Ê! Trời ôi ơi, nó lại lỡ. Đem thì coi như là tao mày đi bắt giang hồ Bảo Mập. À vậy hả? giang hồ mà còn trốn nợ đi, chết tao rồi. Giang hồ xăm hình chi rồi đi làm bồi bàn đã đời bị thiếu nợ phải đi trốn nợ khổ tiền. Ủa tao bay đồn chứ. Mày trốn đâu cho tao trốn chung nữa nha, chứ bây giờ tao không biết trốn đâu luôn á. Tao đi theo anh giang hồ. Vãi đạn. U Libo. U Libo. Rồi sao nữa? Tao mất tích rồi nha. Ủa tại sao ra đây với mày? Thấy tao đâu? Núp vô. Nó biết được nó đi vô bây giờ. Ừ. Núp đâu cái đuôi vô kìa. Không, cái này cái đuôi vô. Mày lòi đuôi kìa. Ngồi yên đi. Trong toilet ba cái này, trong toilet không có sợ. Ủa toilet gì nó đang đứng ngay bụng bông với mình mà ta. Ở đâu? Có đâu đứng đây đâu. Con quỷ ga nó chạy mày ơi, nó chạy mất tiêu rồi. Đâu có, nó đang trọng á. Mày rờ rờ. Nó chạy ra ngoài rồi. Trong đây còn mình tao với mày à Mập. Thôi gì chúng ta núp trong cái bông này, chúng ta làm những chuyện gọi là giỡn thôi. À bà đi là mây mớ cà, trời là đi là đi lên đề. Ý, sticker đang ở dưới kìa. Núp đi tiếp với ta. Sticker dưới kìa, Rosan, một đứa Rosan này, cứu không? Cứu không? Đi cứu không? À cứu nè. Cứu đi. Ủa? Ủa cái này có phải Frozen không vậy? Frozen, nên đâm ra mới 3 sticker đấy. Tao chưa thấy đứa nào đóng băng hết á. À thấy rồi. Mà bây giờ đóng băng thì tự nhiên thấy đóng băng liền hả? Ổn quá. Rồi thêm một em nữa. Và sao em sticker thì đứng đây đòn qua bắt tao kìa mà đứng rồi rút cuộc đâu bắt được đâu. Dễ gì. Động lắm, xuống không được đâu. Sticker đi đi nhanh lắm, từ từ được cứu. Hết thì đợi còn khoảng một vài thời gian nữa được cứu. Chứ bây giờ xuống cứu là toàn ấy. Ghê luôn, ghê thiệt. Tao chết rồi nè. Ủa mày đang đâu? Đứa nào đóng băng đâu? Sticker dí đang ở hàng ghế. Ui, à, thấy rồi. Có đứa trên ghế đó. Đừng. Hai đứa sticker lận. Bắt y dưới chân luôn á. Bây giờ có lên mày giờ. Bình tĩnh đừng xuống, ở dưới này có 2 sticker lận. Biết rồi, có thấy mà. Có đợi còn khoảng 5 nó lên, gì, nó lên chỗ mày kìa. Nó không lên được đâu, Nó muốn lên đây là nó phải đi đường đặc biệt nó mới lên được. Ghê mày. Dưới này Rosan tùm lum la nè. Sao nãy mày dắt anh em mà lên cái đường dễ kiếm mà mày chui vô đường đặc biệt là sao ba? Ôi, ba sticker đứng dưới này luôn. Tao mày biết bắt là coi như là toàn luôn á, là không ai cứu tao được luôn á. Tao bị đứng canh dưới này luôn rồi. Ê vẫy tay chào nữa, ơ quê em. Rồi, ý em sao? Quay em luôn rồi, quay anh với quay em mà hai đứa nó quay nhau hết dáng luôn rồi. Đứng chào vậy luôn hả? Ba sticker đứng vòng vòng nó đi canh bảo luôn rồi, tao thua rồi. Ê ba mày đang đâu vậy? Mày vẫn còn đang ở chỗ chậu cây đúng không? Đối diện mày nè mẹ. Man, ba thằng rồi. Đâu có thấy mày đâu mà đứng đó ba. Xéo qua trời ơi. Quan sát má đứng đâu chở đi. Trời ơi. Không cứu luôn, đừng cứu luôn. Ba thằng dưới đây đứng chơi rồi, đứng chào chào đi. Ba thằng đứng chụp hình với mày á. Ôi, nó leo bằng cái đường kia mà nó leo đâu được đâu, leo lên sóng cột, leo lên sóng cột.
Đấy, Mami, mày đi vô trong đó, mày ra đằng sau đó, nó có cái nó sẽ dẫn mày vô toilet, rồi xong mày đi vô chui vô toilet luôn, nó sẽ dẫn mày lên trên này nè. Là mày xuống đây với tao. Đi. Rồi, bây giờ tao đi ra sau lưng đây đúng không? Nó sẽ dẫn vô trong chỗ này. Toilet đó, nó dẫn vô toilet đó. Rồi, mày nhảy thẳng vô toilet luôn. Để tao cứu nhảy thẳng vô toilet luôn. Nhiều khi mày đứng đó mày không chết đâu, mà mày đi vòng vòng là mày chết. Ba bớt số bậy làm gì mà chết được. Hai đứa rồi vô toilet luôn đúng không? Trong toilet á, nhảy xuống. Đúng rồi, nhảy vô bồn cầu. Ừ, đúng rồi. Rồi đóng băng luôn, hay lắm bạn ơi. Ủa là sao? Ta đi cứu người vô hốt tao chứ sao? Tao nói rồi, mày đứng yên đi, mày còn nghe kia là mày bán lúa giống liền mà. À, quỷ kia nó xuống. Ủa, cái đó là do mày mà. Sao mày không đi mày xuống nó đi. Kia suối bậy bà con ơi. Không, đứng yên thì không sao, mà đi vòng vòng là chết mà, tôi nói rồi mà. À, nó suối vô toilet cái chỗ thúi nhất hàng gì chết đúng rồi. Con sắp bị bắt rồi. Nghe lời kia bán lúa giống thì chứ. Mi. Lại còn không gành nữa, bạn mày mà mày không gành nữa. Em ơi, anh đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi, hay lắm em ơi, đưa tay đây nào. Rồi, lên con luôn, Bobby, lên luôn. Rồi xuống đây. Ê, bye. Ừ đúng rồi, qua đây. Rồi xuống chỗ con đứng luôn nè, rồi bây giờ chút nữa nè là bên trái cầu là có hai người, bên trái cầu có hai người, bên phải là có thằng Bảo Mập. Bây giờ chút nữa cầu với mày chia ra rồi đi cứu nha. Ừ, ta đang kiếm địa điểm cùng Bảo Mập đó, địa điểm dưới kìa, ngay chỗ cái cống đúng không? Không, nào nhảy kìa, cái bên cục vàng kìa. Rồi, ok, 5, 4, 3, 2, 1, hết thời gian. Mày đặt đây mày nói chuyện không vậy? Thằng Nguyễn Gia không cứu luôn. Bó bày kế vô đã vô hết thời gian, đứng đó nói chuyện bó tay luôn thề. Cái đâu có để thời gian đâu. Bái rồi kia. Đi hết thời gian. Nó cũng đâu để thời gian đâu. Nó vừa bàn xong hết thời gian. Bàn xong rồi tôi ung dung cho nó dưới đây hết thời gian không bàn nó chơi. Trời nó bàn, tao đứng tao nhìn tao đang kiếm mập đâu đứng yên là màu vàng đúng không? Lừa. Nó bụ lừa lo bàn cho có vô hết rồi vậy. Hay lắm, mày cứu đại ca giang hồ gì kỳ vậy ba, ai biết đâu mày cái đàn em mà nó thử mẹ con. Cái dáng này bắt đầu nó làm sticker đi săn lùng rồi nè con. Cái dáng này mà bảo là sticker là đúng bài đâu có đi săn lùng kia. Hai sticker lần á mới được tao nó đi săn mày xong kia. Giang hồ trong lớp học. Vô một cái em ơi, vô một cái. Vô ba mi rồi. Đây bây giờ nó mà lọt, nó mà chọn thêm tao nữa thì sao? Mà coi như là tao với mày đi đập nó. Tội nghiệp nó chứ ba, nãy mày mới chơi nó xong luôn á. Trang sticker của tao là 12%. Bảo Mập 12%. Rồi mày hả? Tìm tao hả mày? Kia nó suối mình đi bắt đầu là mình bị đóng băng, còn Bảo là nghe kia bàn cuối là xong Bảo chết. Ok Bảo ơi. Tao với mày nè, đó. Hợp tác là đó, mai các bạn xem clip sẽ hiểu lý do tại sao giang hồ Bảo Mập với lại kéo 500 anh em đi kiếm ra nha các bạn. Tí tôi xúc không lệch chỗ nào luôn á. Tôi xách cái đuôi là tôi kéo ra cho bạn coi nè. Vô nào anh em sờ boy Kia nào theo trên Kia đi các em thân yêu báo thù. Báo thù. Chù, không ra chữ thù. Thù. Không biết rồi, ghét rồi. Chốt luôn, không nói nhiều. Chốt luôn rồi, ok, chốt luôn. Chốt liền. Đừng spoil. Spoil là chết đấy, không đùa được đâu. Sao lại spoil mọi người mà không spoil Kia là sao? Giọt Bảo ơi. Bây giờ không biết sống sao luôn á. Thầy. Thôi nào, tao sẽ để cho thanh niên xăm hình mà hồi nãy mày nói vào bàn á đi kiếm mày. Ôi lỡ mày kìm được tao rồi sao? Kéo nó hốt mày chứ sao? Chất kỳ vậy. Ủa sao mày qua đây à? Tao mới thấy một em tụi tao ở đây mà. Đây nó đây. Chết này. Chết chưa? Chết rồi. Rồi. Bây giờ tao qua tao lột chuối đây. Nấp đi. Bảo Mập. Bây giờ tao qua tao lột chuối đây Bảo Mập. Trên bảng á, trên cái bảng á mày. Đây đây, lột chuối nè, chạy đi đâu. Nhảy lông ton cái kinh. Ở đâu mà ghê vậy? Trên bảng cái đống luôn á.
Cái gì mà ghê vậy? Đó đúng rồi, lên chợ anh chạy vòng đi, chạy vòng chợ anh, thằng nào rớt xuống đây tốt, hiểu không? Đi vô trong, đi vô trong luôn, đi bên phải luôn, đó vô phải là núp trong được á. Em này là em gì ơi, em gì ơi. Rồi chào em. Rồi giờ đi đâu ta, giờ đi đâu được ta? Đón cái dưới này luôn, rồi đón lỏng dưới này xong em luôn. Xong, nó nhảy lên nó rớt xuống đúng không? Còn kia là trên cái bảng à. À vẫn là bảng à. Cái bảng bự bên kia, bảng xanh á, bảng cô giáo biết á. Trốn rồi. Ôi, ơi, đừng có đẩy anh em ơi. I will be there 5 minutes. Nó nhìn nó kì mà nít. Nó nhìn nó phân tích ở chỗ nào chạy của đó. Tao bị dính cổ tụt rồi. Cười đi, ừ cười đi. Trốn đi. Đừng để chết. Ủa, trời ơi. Cổ tụt hơn thật sự. À, bên đây có một cái nút di chuyển nữa. À. Di chuyển đâu rồi? Ôi gái ơi, vô nấp đi gái ơi. Gái kia trốn đi. Đúng rồi. Toan thật sự. Rồi Bảo Mập làm gì vậy Bảo Mập? Tao mới thấy thằng bé đứng đây mà đâu rồi ta? Bảo Mập làm gì vậy Bảo Mập? Làm gì tí nó thấy mày là biết liền gì? Can you see me? Ôi đừng có giết, tha chạy em đi, tao hy sinh cho. Ờ hay lắm. Ôi nói nghe nhân hậu á Bảo ơi. Ờ nghe không phải, tôi theo tôi biết. Nó giết luôn rồi, hy sinh gì nữa. Theo tôi biết ở đây không phải là bạn tôi ha. Gì trời. Nó là họ Kia tên lẹo đó. Ờ. Có nhân từ mà. Nghe hơi lạ lùng, ờ không phải bạn tôi rồi. Giờ nó cho mày từ trần luôn nè, mày ở đâu mày nhân từ. Ê, còn bay đứng dưới cái bảng đó làm gì, con có bảng đó đâu. Ờ, đằng sau nha, ở đằng sau có phần có người nữa. Bên này nãy tao thấy là ba bóng người chạy á. Ghê vậy, trò biết hết trơn luôn trời. Trò biết hết trơn rồi, chơi gì nữa ba. Cửa sổ anh và mi. Bảo ơi, hai người. Ôi, có người chạy không? Lẻm liền. À, sao mất tích nhanh vậy? À, em nhảy xuống đây, nhảy thêm cái nữa. Chỗ trốn kìa, ôm váy nơi. À, thì ra là trong mấy cái tờ giấy. Tao thấy. Tao thấy mà xạo chảnh mà. Ba mi ơi, mày cứ xuống đi, tao đón lỏng dưới này, mày hiểu không? Rồi, ok, tao sẽ tới với nó trong vòng. Mày à, mày ơi, mày chống đỡ tao à? Rồi, thì hiện tại thông tin như chúng tôi mới vừa biết được, và thông tin mới nhất đó chính là tự nhiên rớt chứ trời. Giang hồ Bảo Mập đã xử được thành niên kia. Lao lao ghê vậy. Nó chết chưa vậy? Lao. Nó chết rồi. Bây giờ tao đang đi theo cô bé đánh đàn nè. Đây em ơi, qua đây em ơi, vòng tay ai nè, qua đây em ơi. Cầm theo cái đàn. Thấy chưa? Hồi cũng chết à, quỷ ga thấy chưa? Bởi trời ơi, tự nhiên không có. Có đang xì bo ai cô bay xong tự nhiên có bỏ ra, còn chết luôn. Trời ơi, tự nhiên có rớt xuống dưới cái rớt luôn. Tào lao. Ở trển còn hai người, Ba Mi ơi, ở trển còn hai người. Gì đâu tào lao. Ở trển còn có người à. Đó người ta gọi là khẩu nghiệp bị nghiệp quật đúng không? Sao cái leo cái cầu thang này cứ té hoài ta? Té hoài vậy. Hề. Bực mình thật. Tao leo lên cứ té, đúng chứ. Nè, đến đây là té nè. Ôi, kính ra. Bảo Mập nó hên. Cái đó gọi là hay đó ba. Hay ừ. Gì? Ao tự gớt chứ không đâu mà không gớt dễ gì. Hay không bằng hên. Ờ. Nghe câu đó giờ. Là nói chung là mày rớt mày thua rồi đúng không? Thua. Ờ vậy. Mày hay mày cũng không bằng hên nữa phải không? Ơi thiệt tình chứ. Giờ anh đứng trên kia đúng không? Làm sao để spawn lên được cục giấy trên kia ta? Trời ơi. Chưa biết cách. Tao biết cách rồi đó. Cái ghế nào Ba Mi à? Tao lấy cái ghế rồi, bây giờ tao đang đi đường khác. Ghế đó cũng đâu lên được đâu ba, đùa hoài. Ủa sao nó không lên nổi? Rồi hết giờ. Hết giờ. Ủa? Đâu còn nhiều vậy? 4 người hả? Sao có thằng đang ngồi cười, nó cười cho nó có lạ rồi, được rồi. À nó cười trừ đó ba. Ừ nó cười trừ á, cả nó. Khẩu nghiệp chuyên biết à. Đâu không có người, có người nói coi là kia anh kia chắc đang cười như điên. Cái gì nữa? Cười hơn điên luôn á. Thua nhảm xịt luôn á, tài luôn á. Cái này chẳng nói là quy tập, tự nhiên thua. Tào lao không chứ. Té là té, thua là thua. Kia nó có một cái thói quen nữa. Cuối nè, để coi ai được làm nè. Nó vui nó cũng cười, mà nó buồn nó cũng cười. Chúng lẽ giờ tao khóc mà. Cạn lời nó cũng cười. Ờ.
Ô, chỗ cũ à, quán quen rồi. Ê, map này nãy còn mới chết xong luôn á. Lại là chai Pepsi. À, quán Pepsi nữa không? Chỗ Pepsi cùng và mì đứng không ta? Ừ, vô chọc đi. Vô không, vô không? Vô, 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 vô. Vô. Bây giờ chắc kia nó làm nè. Ờ, chắc đó. Nghĩ là vậy anh. Ừ, kế. Xém, xém được làm. Ta còn 2% mà kia mấy phần trăm vậy? À, 8% lần 3. Mà không được làm luôn, xui không? Mày xui cái na rồi. mấy cái thuật ngữ này. À. Ồ, lên đỉnh luôn. Nữa, mày nói chi vậy Bảo? Mày nói cái là... À, tao thấy được cái chỗ hồi bữa đâu. Mấy thanh niên nó sẽ spoil tao nên là tao sẽ đi núp tiếp. Ủa ai spoil? Fan mày. Đấu. Đó, phải đứa nào đấu. Ồ, oh, mới hiểu ra tự nhiên ngắm ra được chân lý. Qua được bên đó 2 giờ 30. Easy nhưng mà chơi đùa. Chỉ đi chứ kêu easy hoài. Tao vô luôn rồi đó. Không được, không được. Nhưng mà tới. Ý là sao mày qua mở được á. Không vào được. Dễ mà. Tao đâu có biết đâu mà cái dễ khó hoài chạy. Chuyện gì giờ hao không qua bển nè. Giờ làm sao để qua được bển nè. Tao qua được chưa? Chưa. Tao biết tao nói gì nữa ba. Tao qua rồi đó. Tao xuống luôn nè. Tao xuống luôn nè. Tao thấy tao chưa? Xuống. Yeah. Cái này nó có double zoom mà mấy. Hả? Gì? Thấy tao chưa? Đấy. Tao thấy mày nãy giờ rồi nhưng mà chỉ có điều là tao không biết đường đi qua bển. Trời ơi, qua dễ ồn luôn á. Ở đâu mà dễ ba? Ó, xin cơ đi kiếm rồi kìa. Tụi bay qua đây tao chỉ cho. Ui, đây là qua đâu? Xin cơ lên kìa. Rồi 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 rồi. Xin cơ lên thiệt rồi, xin cơ lên thiệt rồi, xin cơ lên thiệt rồi. Núp vô đi, nói gì mà nói khổ. Cái đang núp, cái đang núp, cái đang núp, cái đang núp, núp. Đây nhẹ ốc bi cho mấy cái chai nước ngọt nè. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Đây nhẹ ốc bi cho mấy chai nước ngọt. Thôi mày đừng qua chỗ tao mày xui lắm. Ủa gì cây giấy? Đó, bây giờ mình sẽ ra mình ngồi mình ngó nữa. Cái cờ nó sẽ không biết mình đứng đây. Trời ơi, cô bay thẳng qua chỗ thằng này luôn mới ghê chứ. Qua đây chơi em ơi, lên em ơi. Và mì nè. Ôi. À, tao thấy gà rồi, gà, quăng qua đây gà. Mà nó lắc dữ vậy trời. Đâu, đâu, quay phải, quay phải. Lắc thấy ghê luôn á. Đi xuống. Rồi, vô khỏi đầu bác ở dưới chân mày đó. Tao bay hoài luôn á. Rồi, vô đó, vô khỏi đầu bác dưới chân mày. Nhanh, 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 nhanh. Sao kỳ vậy ta? Lại đâu, lại đâu, lại đâu? Trời ơi, mày vừa rớt xuống là có khẩu đại bác đó. Ê, không thấy, có sợ vãi nồi luôn nè, có đang đi núp đại bác. Ê, tao, tao ngay cửa ra vào á. Ê, 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 ê. Tao nhảy, hả? Tao nhảy vô cái đại bác xong, à thôi ok. Tao nhảy vô cái đại bác xong cái tao bắn liên tục với dẫn đâu, có 3-40 lần nãy giờ. Không, cái khẩu đại bác ngay cửa ra vào chính á, cửa chính á. Cửa chính có chưa có thấy. Kế bên cửa chính á, có quyền khẩu đại bác nằm dưới đất á. Bây giờ tao đi xuống có sợ chết vãi nồi, nó đang ở gần tao luôn nè mẹ. Thôi vậy mày khỏi nói, Điền Bảo lên tới nơi rồi. Sao á? Tại thằng Seeker nó đang dưới chân tao nè. Seeker đi tút nuốt ra sau lưng rồi bà ơi, đi xe lắc rồi bà ơi. Điên à, nó đang đứng ở sau mày đúng rồi, nhưng mà nó đang ở gần tao. Đó, giờ nó đang đi lên chỗ tao đó. Giờ núp xuống dưới này phải không? Ờ, leo lên, ráng leo lên cho bia đi bà ơi. Nó tới rồi kìa. Sao nói người ta làm được? Ê, Seeker đang đâu vậy? Seeker đang đâu vậy? Đang tới chỗ tao. Ráng leo lên không biết đấy. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ok, sức cơ không biết đó, nữa. Nó đó, đúng rồi. Nãy nhảy lên. Ôi trời ơi. Nó đang lên mày đó, nhưng mà nó lên không được đâu. Trong tủ này không có đường lên, trong tủ này không có đường lên đâu. Cái nó ngọt này không có đường lên hả? Ừ. Của mày là chỉ... Rồi, xong rớt rồi. Ê, cái nó ngọt đó lên được nha, đừng đùa. Núp luôn đây. Nhiều người lên mà, bả mập lên được rồi mà. Rồi, sức cơ nó chuyển qua mày rồi nha kia. Chúc bạn... Không có đâu, đang ở chỗ khác mà. Gì? Tao đang ở chỗ khác mà. Mà vẫn chưa nhảy được mập. Tao chân ngắn quá mày ơi. Mày có thể mình chân dài mày nhảy được chứ tao chân ngắn. Bậy rồi, bậy rồi. Chân dài cái nách. Mày cứ thử đi, hồi tự nhiên mày nhảy lên được à. Con sticker đang dưới nè. Trời ơi, thiệt luôn á. Ê. Ấm mất dễ sợ. Hình như vẫn ổn, đứng đây vẫn ổn mày ơi, và mày ơi. À mày đứng đó mày vững chắc rồi, mày đứng đó nó đâu làm gì được mày đâu. Chẳng qua nó chưa biết đường qua ba ơi, cái đường qua đúng dễ luôn á. Yeah, oh. Có đường nào đâu mà dễ, con có thấy đường nào đâu mà dễ. Ui ui ui, nó đang sợ kìa. Đi vô, đi vô, đi vô, đi vô.
leo đâu có được đâu. Leo leo chui qua, trời ơi chui qua được cái kẻ đó, chui qua được, anh núp lâu rồi em ơi. Ê bảo mập mà nhảy cái đó mà dễ rớt lắm nha bảo mập. Sao giang hồ mà giang hồ có thể đứng đi tí tí rồi khi nào thiết cao tới thì chạy vô, giang hồ chạy vô. Đu dây đi lấy cầm viên thịt của mày á. Ta à, lấy cầm dây xích ngay dây áo mày á, để tao đi vòng vòng tao coi nó đang làm. Có dây áo nữa hả? Có dây áo dây xích nữa. Dây áo là gì? Dây áo là dây gì ba? Dây áo ngực hả? Thì cái áo bồi bàn của nó gắn thêm dây xích vô thành giang hồ đó. Ủa. Mấy cầm dây toàn ten kìa. À, tao thấy, tao thấy rồi. Ê, mất! Chết bà rồi! Ba mày ơi! Sao tao kêu gì đây? Chết rồi! Ôi! Kêu gì đây? Lũ đang có luôn hả? Ba cái chết cha luôn! Kêu gì vậy? Thành ma luôn rồi. Trời ơi, nó cay rồi mà. Trời ơi! Trời ơi, chơi kêu luôn, lũ đang. Và anh ơi! Ê, thì kêu nó cần mua không? Trời ơi! Mua chứ gì nữa? Ủa, thanh niên nào làm sticker vậy? Ờ, thanh niên The Real Golf 10, 100. Ghê vậy? Thôi, tại vì anh bảo đứng chở anh lên không được, anh tức quá anh thì kêu nó hút xuống lũ đó. Lúc xuyên, hút xuyên đồ luôn mày. Tại vì tao rớt xuống là dễ hiểu, mà Vami đang tốt, đứng tuốt trong còn bị hút ra luôn. Hút luôn, hút hai thằng luôn, nói mi cái lỗ đen dữ dội vậy đó. Đúng ngạc nhiên luôn á, đại nốt nữa nè, đó. Không biết luôn. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng quy. Không tính được chiêu này luôn. Vãi rồi, anh niên nó chơi cây cú, chơi thiệt chiêu luôn, vãi rồi. Ủa, tao ngạc nhiên luôn á, vãi thiệt chứ. Tao đang đứa chơi, tao còn hết hồn nữa mà. Ê, nó hút xong đi đúng chậm luôn á, hai con đi đúng chậm luôn á. Xong là mày sẽ bị đi chậm và mày sẽ đi vòng vòng, mày chứ không đi được. À rồi, kêu gì kinh khủng vậy trời. Rồi, ok, dừng clip luôn. Ê, infection kìa, tiếp không? Ghiền. Tính chào. Infection nó mới vui nè. Rồi. Black hole thấy không? Lỗ đen thấy không? Kêu lỗ đen trong shop. Tốn nhiêu mày? Kêu black hole hả? Trong shop hả? Đó, con kia đang suy nghĩ đó. Suy nghĩ á. Anh được làm cái mua liền cho mày coi. Hầu up nè, mà quan trọng là đủ tiền để mua không? À, đủ tiền mua luôn nè. Ngàn hai. Mày đâu được làm đâu. Trời ơi, tao mới vừa mua skill Black Hole luôn á. Oh shit. Chào đi Vami, chờ gì nữa, anh em mình chờ gì nữa, chào đi Vami. Các bạn thì... Ê, vô ba có mình tao làm skill à ba. Ê, có mình tao làm skill à. Ê, có mình tao làm luôn á. Chơi zombie kìa, chơi. Và Kia đã tranh thủ mua được cái lỗ đen dữ dụ Black Hole. Và Kia nó đang có một cái mô thật là đen tối. Nên chúng tôi quyết định là sẽ dừng video đây ha các bạn. Đau quá, đi tối đi em không cứu. Dừng đẹp rồi. Đúng rồi, dừng đẹp rồi. Chưa đẹp, cho tao hốt xác hai con bay cái đi rồi đẹp. Điên rồi. Được mà, không sao đâu, được. Đẹp lắm. Nào. Thiệt mà, đừng cãi. Toan gì? Anh đi còn chưa toan nữa mà em toan gì? Yo! Tụi có cái skill hố đen vũ trụ rồi. Toan rồi, chơi vậy là toan mày. Tao không phải toan gì mày đâu ba, tao toan gì fan đó ba. Mới mua Black Hole đó. Trời ơi chú gì? Ủa, đi đâu chơi rồi? Ô, phải. Ê chơi kìa vậy, anh đi chơi đi rủ rê mày tới là sao? Đâu có tới đó đâu, có chỗ khác mà. Anh Ba Mi ở đây nè, anh kia. Tao đang không lên được nè. Chỗ trốn nãy ngon ghê mà. Trời ơi, mấy anh zombie. Trời ơi, trúng zombie rồi mới leo lên được. Biết làm gì nó thiệt thà. À sao vậy? Tính leo lên tuốt cái dây trên kia á, mà nhảy gì nãy giờ nhảy không dính. Lipo. Em đi luôn rồi, em đi xa lắm á. Đúng rồi, một em nữa. Giọt thôi em ơi, em đi chỗ khác đi, em chơi mét kỳ quá em ơi. Ủa chơi mét hả, đâu rồi? Trời không chơi có đẹp. Nó là không được rồi. Có thấy đứa nào đâu. Tình báo. Á à, dính luôn rồi, lũ đạn. Ủa. Cứ ghê, giận với sợ. Bảo mập, ê bảo mập nó vẫn còn sống kìa. Đâu mắt tôi xanh lè. Xanh đâu bảo mập à.
Mày là người Akai mà, chết mà. À đúng rồi. Akai là chết rồi đúng không? Akai là chết chưa? Chưa mà. Thì là mày là người bắt nó luôn á kìa. Ủa có không? Má mày ngáo ghê luôn á thiệt á. Này cái game cái game này là Gia nó bị quá tải, tính ra hồi nãy mình dừng là đẹp đúng không? Nó hồi nãy mình dừng ok rồi thiệt tình. Đứng này bị fan bóp thiệt tình. Ngáo. Ủa tao không biết luôn á. Tại mày thay skin khác nên tao cũng không để ý luôn á. Hồi nào nó ghi nguyên chữ bảo mặt bị phép bởi Gia rồi. Sao sao. Vai đi chứ. Anh là cứ giả điên ngu ngơ. Không thiệt mà tao không để ý luôn á. Tại skin khác nên tao không biết. Trời ơi, tính ra là tao mới hốt được con bảo mập thôi, Vami rồi người... Ủa? Người khác hốt tao mày không được đụng vô tới tinh thể tao đâu. Mày hãy bớt hoang tưởng về cái điều đó. À, à. Ồ, rồi, một em đi chậm. Một em đi chậm, hai em đi chậm. Trời ơi, kêu Black Hole đúng đã luôn. Vai đàn. Các bạn thấy sức mạnh đục tiền chưa? Đâu ba có 1.200 à, 3.200 chơi nãy giờ đủ kỳ 1.200 rồi. Làm quá. Tao mua bằng tiền chơi trong này chứ phải tiền Robux đâu ba. Ừ nhưng mà các bạn thấy sức mạnh đồng tiền chứ, chúng ta có thể mua những cái item để chúng ta có thể hãm hại bạn bè như thế đấy. Ê, tao mới hốt mày luôn á. Tao chưa hốt mày luôn. Chưa hãm được tao. Ừ. Rồi một đứa nữa. Trên tuốt, trên cái nóc nhà kho không thấy ai ta. Ê đây nè, hai đứa đây nè, hai đứa ngay đây nè. Ủa hết giờ rồi hả? Hết giờ luôn rồi. Trời ơi, Black Hole 1, 2, 3, 4, 5, 6 đứa sống. 6 đứa. Black Hole, được cái hại anh em mày ơi. Rồi ok, dừng clip luôn. Rồi ok các bạn, thì ba đứa mình sẽ dừng video đây. Thì các bạn thích video này, nhớ lại cho ba đứa mình một like, một share. Nhớ sau đây cho đồng của ba đứa mình. Để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé, bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.